băm xung một chiều, đảo chiều đối xứng. Và đây là nguyên lý hoạt động của nó. Trong phương pháp này, các van được dùng được chia thành hai nhóm, bao gồm TR1, TR2 và nhóm thứ hai là TR3 và TR4. Tuy nhiên, chúng hoạt động cùng ở bất cứ chiều dòng tải nào. Van cùng nhóm được điều khiển như nhau, cùng mở hoặc cùng khóa. Ví dụ, TR1, TR2 là một nhóm thì nó sẽ cùng mở hoặc cùng khóa với nhau. TR3, TR4 là cùng một nhóm, nó sẽ cùng mở và cùng khóa với nhau. Van cùng nhóm được điều khiển là như nhau, cùng mở hoặc cùng khóa. Nhưng hai nhóm lại được điều khiển ở trái trạng thái với nhau. Ví dụ là điều khiển mở nhóm TR1, TR2 thì sẽ đóng TR3 và TR4, và ngược lại, nếu mở TR3, TR4 thì sẽ đóng nhóm van TR1 và TR2. Các bạn nhìn vào hình này, trong khoảng thời gian từ 0 đến T0 thì TR1 và TR2 mở. Đây nó có tín hiệu đây. Và TR3, TR4 không có gì ở đây, tức là nó đang đóng. Vậy nên là U tải nó sẽ cho ra điện áp dương. Các bạn có thể thấy ở hình U tải này. Còn tiết từ thời điểm T0 đến cho thời điểm T này, chúng ta không thấy TR1 và TR2 mở, có tín hiệu mở, tín hiệu dẫn. Và TR3, nhóm van TR3, TR4 lại có tín hiệu dẫn. Do vậy nên là dòng ở trên tải sẽ có điện áp là âm, điện áp âm. Và đó là nguyên lý hoạt động của băm xung một chiều đảo chiều dùng phương pháp điều khiển đối xứng.